Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thơ MC Channel. 7 điều cần biết về Song Hye-Kyo. Song Hye-Kyo, 37 tuổi, có thể là một trong những ngôi sao lớn nhất của Hàn Quốc. Thứ nhất, cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 14 tuổi. Lớn lên, Song Hye-Kyo muốn trở thành một vận động viên, không phải là một ngôi sao điện ảnh. Cô được đào tạo để trở thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật. Nhưng vào năm 1996, khi cô còn là một học sinh trung học năm 14 tuổi, cha mẹ cô đã tham gia cuộc thi người mẫu Song Joong Ki và cô đã giành chiến thắng. Ngay sau đó, Song Hye-Kyo đã giành các vai phụ trong các chương trình truyền hình bao gồm On a Pair và First Love. Thứ hai, cô ấy đã có bước ngoặt lớn đầu tiên vào năm 2000. 4 năm sau, cô giành được vai chính trong bộ phim truyền hình Autumn in My Heart, theo chân của một thiếu niên mắc bệnh ung thư phải lòng anh trai nuôi. Đó là một trong những chương trình phổ biến nhất năm và đã giúp khởi động làn sóng Hàn Quốc, một thời kỳ gia tăng sự quan tâm toàn cầu đối với nền văn hóa nhạc pop Hàn Quốc, cũng đã đưa Song Hye-Kyo trở thành ngôi sao quốc tế. Thứ ba, cô ấy thành thạo nhiều ngôn ngữ. Ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, vào năm 2003, Song Hye-Kyo đã mất 2 năm từ sự chú ý để học tiếng Anh ở Hoa Kỳ. Cô cũng học tiếng Quảng Đông khi tham gia bộ phim Gong Ka Wai 2013, The Grand Master, bộ phim tiểu sử về võ sư Lapman. Thứ tư, cô ấy một đại sứ thương hiệu phong phú. Song Hye-Kyo, người mà thường được mời chào là một trong những người đẹp tuyệt vời của Hàn Quốc, đã giành được vô số tài trợ thương hiệu bao gồm Chalmette, Dior và Levi, để kể tên một vài người. Thứ năm, cô ấy là một nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng. Trong suốt sự nghiệp của mình, Song Hye-Kyo đã chứng tỏ mình là một nữ diễn viên thành đạt. Vào năm 2013, cô đã giành được giải thưởng Grand Prix đầu tiên của mình, và đây là giải thưởng cao nhất dành cho các diễn viên Hàn Quốc, cho công việc của cô trong bộ phim truyền hình Jack Winter, The Wind Blow. Thứ sáu, cô ấy sẽ làm việc lại với Gong Ko Wai. Vào tháng 4, Song Hye-Kyo đã thông báo rằng cô đã ký hợp tác với nhà sản xuất phim Z-Tone của Gong Ko Wai, nơi quản lý các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốk và Hồng Kông Tony Leung Chiu Wai và Ma Jae Chang. Sau khi ký hợp đồng này, tôi tin rằng mình sẽ hợp tác với các đạo diễn và diễn viên nổi tiếng hơn ở Trung Quốc trong tương lai, cô ấy nói. Thứ bảy, cô ấy mới độc thân sau khi ly hôn với nam diễn viên Song Joong Ki. Cô ấy sẽ dành năm sau để tập trung vào bản thân. Năm nay, tôi sẽ nghỉ một chút thời gian cá nhân, cô ấy nói với Tatler Asia. Tôi cần có một chút thời gian cho bản thân. Và năm tới tôi sẽ bắt đầu một dự án mới, có lẽ, nhưng không có gì được quyết định hoàn toàn.